Dạ vâng, thưa chào ông, xin ông có thể cho biết tên ông là gì và ông sanh ở đâu vào năm nào? Dạ, tôi là Nguyễn Tiên Hóa, tôi sanh ở Hải Dương, Bắc Việt vào năm 1945. Dạ vâng. Thưa ông thì ông sanh Hải Dương, Bắc Việt, rồi ông như vậy thì ông vào miền Nam vào năm nào và bao nhiêu tuổi? Thời gian tôi được vào miền Nam cũng vào khoảng tất cả mọi người miền Bắc vào, tức là năm 1954. Lúc đó ông cụ tôi là một người lính, đi lính cho Pháp. Thành ra ông cụ tôi ở dưới Hải Phòng. Và gia đình tôi phải trốn Cộng sản để ra đi. Vào một đêm tối trời vào khoảng 3 giờ sáng, mẹ tôi nhờ một bà chị của mẹ tôi gánh một gánh gạo, và mẹ tôi thì cõng một đứa em, ông ngoại tôi thì cõng một đứa em, và trong đó tôi thì lội bộ ở trên ruộng đi từ cái làng Vĩnh Ninh, Hải Dương đi qua ra Hải Phòng từ 3 giờ đêm sáng. Và khi chúng tôi đi thì bị những cán bộ cộng sản họ chặn lại và nói là hòa bình rồi, tại sao mà các bác lại đi. Thì mẹ tôi nó bảo vì mẹ tôi muốn đi ra ngoài đó rồi kêu chồng về, nhưng mà họ vì lý do đó thì họ không có giữ chúng tôi được. Cá nhân tôi lúc đó đi thì lộ ruộng, vừa đi vừa ngủ, thành ra cứ ngã quanh quạch ở trên ruộng. Dạ vâng, ông có thể cho biết là ông và gia đình vào miền Nam vào năm nào và tại sao không? Dạ thưa, gia đình chúng tôi vào Nam vào năm 1954. Ông cụ tôi đã đi lính cho Pháp, lúc đó là chống Việt Minh. Thành ra cái thời gì kỳ đó là gia đình tôi phải ra đi. Thứ nhất, cái thứ hai là ông ngoại tôi là một điền chủ. Thành ra với chế độ cộng sản thì họ không chấp nhận những người nhà giàu, và chúng tôi phải đưa ông ngoại chúng tôi ra đi. Nếu ở lại thì sẽ bị đấu tố. Chính vì lý do đó chúng tôi phải tránh cộng sản từ năm 1954, thưa chị. Thưa, chuyến đi gồm những ai và gia đình như thế nào và lúc nào? Chuyến đi của chúng tôi khởi sự từ làng Vĩnh Ninh, tỉnh Hải Dương, và chúng tôi phải đi bộ từ đó đi ra Hải Phòng. Lúc đó thì tôi vào khoảng 9 tuổi, thì tôi cũng không được hiểu biết nhiều lắm. Tuy nhiên tôi cũng nhớ những cái đoạn đường mà đi, tức là bà mợ, tức là chị của mẹ tôi đó, thì gánh hai một cái gánh có gạo và có một con ngan. Còn ông ngoại tôi thì cõng một thằng em trai, còn mẹ tôi đó thì cõng một đứa em gái, và tôi thì lội bộ đi theo. Đó là cái chuyến xuất hành từ ở trong làng mà chúng tôi ra đi. Và khi ra tới Hải Phòng thì chúng tôi gặp lại ông bố của tôi, và lúc đó thì ông bố tôi mướn một cái motel để cho ông cụ và gia đình ở trong đó chờ cái tàu Hà Mồ để ra đi ở miền Nam. Thế ông, cái từ Vĩnh Ninh người ra tới Hải Phòng là khoảng bao nhiêu cây số? Tôi đoạn chừng nó khoảng chừng 20 tới 25 cây số thôi. Thế ông, như vậy thì khi mà ra đi như vậy đó thì trong trên cái đường ra đi, ông có còn nhớ là ở bên Mỹ thì người ta nói là những người ra đi đó là bị đẩy đi, bị chứ không phải là họ tự nguyện đi, thì ông nghĩ rằng hoàn cảnh của gia đình của ông và những người ông quen biết ở đó, những người miền Bắc mà di cư vào miền Nam năm 54 đó, là họ tự nguyện hay là họ bị đẩy đi như thế nào? Thưa, thường là như chị biết, tất cả những người cộng sản họ là một chế độ vô thần, họ không chấp nhận là công giáo, đặc biệt là công giáo. Và chúng tôi là gia đình công giáo, thành thử ra chúng tôi không thể nào sống với cộng sản được, và chúng tôi phải ra đi. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ở với cộng sản thì trước sau chúng tôi cũng sẽ bị đày đọa, hoặc bị thủ tiêu, hoặc bị tù đày. Vì lý do đó mà chúng tôi quyết định phải ra đi. Thật sự ra tất cả những người miền Bắc, khi chúng tôi ra đi, chúng tôi nghĩ rằng mọi người, hầu như mọi người đều muốn đi, nếu không muốn nói là 80% những người họ muốn đi, nhưng mà cộng sản họ tìm cách họ giữ lại. Bởi vì lúc đó là cái thời kỳ đình chiến giữa Nam Bắc, và tất cả những người nào muốn đi miền Nam hoặc ở lại là tùy theo. Nhưng mà người cộng sản họ rất khôn ngoan, họ tìm đủ mọi manh lưới, họ giữ những cái người dân muốn ra đi. Họ giữ bằng tuyên truyền, họ giữ bằng khuyến khích, họ giữ bằng năn nỉ,
và có những chỗ mà họ không có sợ ủy hội quốc tế thì họ đe dọa. Thì đó là chúng tôi ra đi để tránh cộng sản chứ không ai bắt buộc chúng tôi phải ra đi cả. Thường thì trong gia đình của ông, trong họ tộc hoặc là trong giới bạn bè của ba mẹ ông lúc đó có ai bị người cộng sản giết bởi vì họ giàu có hay là có nhiều ruộng hay là như thế nào không? Dạ thưa có, gia đình chúng tôi thì phía bên bên ông nội tôi đó thì hầu như là có một người cộng sản đặt gọi là địa chủ thực sự đã nói là giàu. Dạ vâng, ông có thể cho biết là trong gia đình có ai bị giết chóc hoặc là thủ tiêu bởi vì cái lúc bây giờ cộng sản họ theo cái chính sách gọi là đấu tố đó, dạ vâng, ông có thể cho biết. Vâng, thưa phía bên ông nội tôi đó thì người em của ông nội tôi, tức là họ gọi là địa chủ, thật sự thì cũng không có giàu có cho lắm, tức là có khoảng 20 con trâu, con bò, rồi cũng có lúa gạo, cũng vài mẫu thôi, nhưng mà ở trong làng thì gọi là giàu nhất ở trong làng. Thành ra chính vì sự mà giàu có đó mà cái ông em của ông nội tôi đó tiếc của mà không ra đi, và khi không ra đi thì sau đó là bị kêu ra đấu tố và giết chết. Khi mà họ nói đấu tố thì thực tế là họ làm cái gì? Thưa, thật sự là khi họ đấu tố có nghĩa là họ coi là những cái người đó là những loại là cường hào ác bá. Tức là thời gian trước đây đó họ đã thuê những người tới để làm việc cho trong những đồng áng như là chăn trâu, cày bừa, gặt hái hoặc là đập lúa hoặc là kia, thì họ cho là những người giàu đó gọi là cường hào ác bá, và họ đem những cái người mà trước kia đã là người làm việc cho họ và ăn được nhờ những ân phúc của những ông chú đó, thì bây giờ quay lại trở lại đấu tố là cái người đó trước kia đã dùng quyền của mình, dùng tiền bạc để mà ém nhẹm cũng như là bắt buộc những người nông phu phải làm cho họ một cách cực nhọc mà trả cái lương công rất là ít. Vì lý do đó thì họ cho rằng đó là một sự là cưỡng bách về lao động và cưỡng bách về cũng như là áp lực để cho người nghèo phải làm cho cái người giàu càng ngày càng giàu hơn. Và lý do đó họ đấu tố để mà có cái dịp họ lấy lại đất đai của nhà cửa của những người giàu đó, theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà khi nói đấu tố tức là họ làm gì ạ? Thì họ đem ra họ kể tội, những cái tội mà từ trên trời đến đất không ai thấy cái tội bao giờ cả. Thí dụ như là nói là ngày xưa đó là khi mà nhân công làm việc đó, thì ông chủ ông ấy cho ăn đói, rồi khi ăn ông ăn dư thừa những cái đồ dơ đồ ấy thì ông cho ăn, hoặc là mỗi một năm họ bắt cái những người đã phải đóng thuế, thay vì năm giá lúa thì bây giờ họ bắt đóng là 15-20 giá lúa, tức là có một hình thức mà ép buộc người ta, và tất cả những cái tội đó đều không có cả, nhưng mà họ nổi lên họ nói như vậy để có cái lý do để mà giết. Dạ họ giết như thế nào? Thật sự đó thì tôi cũng không có được chính xác nhìn cái sự việc mà họ đấu tố giết ông em của ông nội tôi như thế nào, nhưng mà sau này nghe kể lại đó thì sau khi họ đấu tố họ dắt đi ở trong làng, dắt đi từ các nơi để cho mọi người chửi rủa, và từ người già tới người trẻ khi mà ông đi ngang qua đều phải lấy cây đập hoặc là lấy nét đá để ném, rồi sau cuối cùng họ đem ra họ bắn. Thưa ông, thì ông có thể nói với cái hành trình của gia đình của ông đi tìm tự do từ miền Bắc vào miền Nam vào năm 1954, ông đi bằng cái phương tiện gì, phải trải qua bao nhiêu ngày, và khi đến miền Nam thì như thế nào? Thực sự đó thì khi gia đình chúng tôi đi và ra tới Hải Phòng và chờ cái chuyến tàu Há Mồm chở tất cả những người ở Hải Phòng của chúng tôi đã ra cái con tàu lớn của Mỹ đậu ngoài khơi, và trên đường từ Hải Phòng đó, con tàu Mỹ đó
đưa vào miền Nam thì thật sự lúc đó tôi không chú ý là bao nhiêu ngày, bởi vì tôi còn nhỏ. Nhưng mà khi lên tàu đó thì mình sướng cái là lên tàu Mỹ là thấy đồ ăn, sữa, thức ăn uống ơi hề thì thích lắm. Chúng tôi chỉ có đi đấy mà xin đồ ăn thôi. Thì cái đó là tôi không biết là bao nhiêu ngày, nhưng mà đại loại là từ một cái đời sống của một người dân Việt Nam, mình chưa từng bao giờ thấy những cái kẹo sô-cô-la hay là những cái bánh ngọt hay là những cái hộp thịt bò hộp, mình chưa bao giờ thấy cái chuyện đó. Bây giờ thấy cái điều đó mình thấy nó sung sướng, mà cứ thế mà đi tới và xin mà ăn. Thì chúng tôi, đó là cái cảm nhận của cá nhân tôi lúc đó là như vậy, chứ còn tôi không biết là nó bao nhiêu lâu ngày. Thưa ông, ở miền Nam thì gia đình ông đã làm gì để mà xây dựng lại cuộc đời? Khi vào miền Nam thì ông cụ tôi vẫn tiếp tục từ quân đội Pháp chuyển qua quân đội miền Nam của Việt Nam. Và lúc đó ông cụ tôi bắt đầu vẫn tiếp tục đi chiến đấu như thường. Thì ông cụ tôi bắt đầu đi từ tỉnh này qua tỉnh kia để chiến đấu. Thật sự lúc đó là quân đội, lúc đó không có chiến đấu. Nhưng mà là trong quân đội thì ông cụ tôi có phải thiên chuyển từ cái tỉnh này qua tỉnh kia. Và cũng chính vì lý do đó mà cái sự học của tôi nó bị gián đoạn. Tức là cứ ở nơi này 3 tháng, tới kia 6 tháng, rồi cứ học đi học lại hoài. Cho tới khi ông cụ tôi chuyển về thành phố Quảng Trị, thì chúng tôi bắt ông cụ tôi nghĩ rằng là muốn cho con mình học, thì ông cụ tôi phải cho tôi đi vào trong nhà dòng, tức là đi tu. Thì lúc đó tôi cũng chưa biết đi tu là cái gì, nhưng mà cứ đi vào trong nhà dòng được ăn ở, coi như là ở trong nhà dòng, ở trong đó luôn, thường trực ở trong đó. Và được các bà sơ dạy dỗ, rồi mình đi giúp lễ, rồi sống ở đó. Thì tôi đi tu chắc cũng khoảng được hơn 2 năm. Thì ông cụ tôi giải ngũ. Và khi ông cụ tôi giải ngũ thì tôi hết tu. Thưa ông, sau đó thì gia đình ông đi những đâu và ông học vô Việt Nam và trong cái hoàn cảnh nào, trong cái tuổi nào? Và sau cái thời gian mà ông cụ tôi giải ngũ thì ông cụ tôi đưa gia đình tôi trở vào miền Nam. Tức là cái vùng Cái Sắn mà đó, quê đó, thì hầu như tất cả những người bà con dòng họ ở cái làng của tôi, họ ở đó, thành ra ông cụ tôi về đó và cũng bắt đầu sự nghiệp ở một cái nông trại ở đó. Và sau cái năm 1962 thì tôi học hết trung học đệ nhất cấp ở đó, và tôi đi lên Sài Gòn để đi học trung học đệ nhị cấp. Và khi tôi lên Sài Gòn từ năm 1962, cuối năm 62 đó, thì cái tình trạng lúc đó Sài Gòn đó là cái tệ nạn mà cao bồi vô đáng rất là nhiều. Thì tôi về tới cái xóm đó lần đầu tiên, tôi mới ở được 2 ngày tôi bị đánh. Bị mấy anh chàng trong xóm nó đánh, thì tôi đi học tôi mới nói một người bạn tôi là tôi bị đánh như vậy. Thì người bạn tôi bảo tôi là mày có muốn học võ không? Thì tôi bảo mình đang bị đánh mà bị nói là học võ thì tôi thích lắm. Và tôi đi học võ thì ông bạn tôi dắt tới ông thầy tôi đầu tiên là ông thầy Chín Sâu. Ông ấy dạy về võ cổ truyền, và ông là một người đào tạo những võ sĩ đấu đà. Và lúc đó thì ông vào ông coi giò, bắt tôi mua con gà để cúng, và ông coi giò để ông dạy tôi những bài quyền và những cái thế đánh để ông chuẩn bị cho tôi lên đấu đà. Và tôi đã đi lên đấu đài trong được coi như khoảng chừng mười mấy lần trên đấu đài. Và sau khi tôi đấu đài đó thì một lần đó thì tôi thấy cái biểu diễn giữa karate với là judo, thì tôi thấy cái thái độ của một người võ sĩ judo họ rất là nhũ nhặn. Và sau khi tôi đọc coi cái phim đó thì tôi đi tìm thầy judo và tôi tới thầy Thích Tâm Giác để tôi học judo. Và tôi học judo cho tới năm tôi đai đen thì tôi thường ở trong cái ban biểu diễn. Và một lần đó tôi đi biểu diễn ở sân vận động Cộng Hòa thì chúng tôi biểu diễn chung với vua Việt Nam. Và khi chúng tôi biểu diễn là chúng tôi phải đã đem tapi để chúng tôi đánh, nhưng mà sau khi chúng tôi đánh xong là vua Việt Nam họ kéo hết tapi ra, họ đánh ở trên sàn gỗ, thành ra ủa sao họ giỏi vậy. Thì sau khi mà chúng tôi biểu diễn là tôi không đi về phái đoàn judo nữa, mà tôi đi theo chân của mấy cái ông vô Việt Nam. Tôi về cái võ đường tôi thấy đá hoa họ tập trên đàn gạch, thành ra tôi bảo là cái này là chắc là thích hợp với tôi hơn. Và tôi đọc 10 điều tâm niệm thì tôi thấy thế là cái điều đó nó mang cho tôi một cái gì đó
về tình yêu quê hương tổ quốc, và chính vì lý do đó tôi xin ghi danh vào vô Việt Nam từ đó. Ông có thể kể cho một cái kỷ niệm khi ông đấu võ đài, nó có cái trận đánh nào mà ông vẫn còn nhớ, hoặc là ông thắng hoặc là ông thua mà ông vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay không? Thưa nói về đấu võ đài thì nói thật rằng trong suốt thời gian rồi tôi đấu võ đài, tôi chỉ có thắng và hòa, và một lần duy nhất tôi bị thua, tức là khi đó là các ông thầy võ ông đã cáp độ với nhau, và chính ông thầy tôi bảo tôi trận này con phải thua. Thì tôi tự hỏi tôi là tại sao tôi phải thua, tức là họ đã cáp độ và bắt buộc tôi phải thua để họ ăn tiền. Và sau khi đó tôi thấy rằng như vậy mình trở thành một con gà trên sân khấu, trên cái võ đài. Sau đó thì tôi không thi đấu nữa. Nhưng mà thường khi mà đấu thì hầu như là tôi chỉ có thắng và hòa. Và trong cái trận đấu của tôi là tôi đánh gục đối phương rất là nhiều. Thì đó là tôi đấu, hồi đó là tôi đứng dưới cái trướng của lò của chúng tôi quên tên, nhưng mà chúng tôi đấu với tôi quên mất mấy cái tên những cái lò võ rồi, bây giờ lâu quá mình không để ý theo. Nằm trong trên sân tinh võ. Sân tinh võ ở Chợ Lớn. Vâng. Thì hồi đó chúng tôi đi đấu thì cái ông thầy dạy võ chúng tôi là một thưa ông, thì nói về những cái trận khi mà ông đấu trên sân tinh võ đó, mà ông có nói là ông chỉ có thắng và huề thôi, thì thường ở những cái chỗ như vậy họ cho một cái danh hiệu, lúc bây giờ ông có một cái danh hiệu gì đặc biệt cho cái thành tích của mình không? Thường thường ở trong đó thì hồi đó họ không có, ở Việt Nam họ không có thành tích cho bên đây là champion hay là khí mốc gì mà lên đấu để ăn tiền. Mỗi lần tôi thắng như vậy là tôi được 6.000, mà tôi thua thì tôi được 3.000, hòa thì được 3.000, còn thua đó thì không được cái gì hết. Thì đó là cái, nhưng mà lúc đó đó thì hầu như là tôi thuộc, họ gọi tôi là võ sĩ hạng lông, tôi chẳng hiểu là hạng lông là thế nào, nhưng mà thuộc là cái cấp 1 và lên cấp 2 rồi thì cũng là tương đối khá. Nhưng mà sau đó thì sau khi mà ông thầy tôi bắt tôi phải thua thì tôi không có tham gia cái đó và tôi đi học judo như vậy. Dạ vâng, thưa ông, thì ông nói là ông thích thú về võ Việt Nam nên ông từ judo, từ sân tinh võ sang judo là ông muốn là đi theo về võ thuật, tay vì đi theo võ coi như là cá độ ăn tiền. Rồi từ judo mà ông nhảy sang võ Việt Nam, thì ở võ Việt Nam có cái điều gì đặc biệt mà khiến cho ông theo đuổi, và theo đuổi hình như hệ suốt cả cuộc đời mà đến bây giờ thì tuổi ông đã trên 60 rồi vẫn thấy ông cùng với võ Việt Nam, thưa ông? Thật sự ra nói về cái võ Việt Nam thì chúng tôi có một sự so sánh giữa võ Việt Nam và judo như thế này. Thứ nhất là cái judo là môn võ của Nhật Bản, và thứ hai võ Việt Nam là võ của Việt Nam, vị tổ sư là một người sáng lập từ Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng mình là một người Việt Nam, tại sao mình không đi học võ Việt Nam là môn võ của chính mình, và mình là người Việt Nam mình phải có quyền hãnh diện về quê hương dân tộc của mình. Và qua dòng lịch sử thì chúng tôi thấy rằng quê hương chúng ta có quá nhiều những vị anh hùng, quá nhiều những vị giỏi, mà chúng ta thấy so sánh với thế giới, những vị anh hùng chúng ta không thua bất cứ một ai, thì tại sao chúng ta lại phải đi học judo? Vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng võ Việt Nam là thích hợp cho tôi, cá nhân tôi cũng như tất cả những thanh niên Việt Nam nói chung. Thật sự ra thì cái võ Việt Nam nó còn thêm một cái điểm nữa, mà theo sự nghiên cứu của con nhà võ thì judo các hệ phái của thế giới nó chia làm hai phái, một là nhu, hai là cương. Nhu giống như là judo, jiu-jitsu, aikido, cương giống như là taekwondo, karate hoặc là kickboxing hay là quyền anh, thì đó nó hai cái. Nhưng võ Việt Nam nó đặc biệt có một điểm là nó là cương nhu phối triển. Thành ra cái người Việt Nam của mình sử dụng cương nhu phối triển, nó đi vào cả dòng lịch sử mà Đức Trần Hưng Đạo đã dùng cái cương nhu phối triển đó mà thắng quân Mông Cổ. Thì đấy là lý do mà tôi nghĩ rằng những người Việt Nam, đặc biệt là những người yếu, những người nhỏ con như chúng ta nên học võ Việt Nam, nó thích hợp hơn tất cả các môn phái khác. Thông thì đến tuổi của ông trong thời chiến trong đất nước thì chắc chắn ông phải vào quân đội.
Thì ông có thể nói cho biết là ông gia nhập quân đội như thế nào và ông làm gì ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa miền Nam lúc bây giờ? Thật sự ra thì nói về đam mê võ thuật này, là tôi vừa học chữ mà tôi vừa học võ. Có một cái may mắn của tôi là khi tôi học trung học đại nhất đại nhị cấp thì tôi vào thẳng trong võ đường tôi ở. Thành ra tôi ngủ trong võ đường và tập ở trong võ đường, mở mắt ra là tôi tập, nghĩa là tập cho tới khi mệt thì đi ngủ. Thành ra đấy là cái lý do mà tôi đam mê võ thuật. Sau này chính vì sự đam mê đó tôi trở thành khi tôi đi thi trong Vua Việt Nam thì tôi thi từ cấp nhỏ cho tới lên Hoàng Đa tam cấp, hầu như tôi lúc nào tôi cũng đạt champion hết. Thì chính vì lý do đó mà thầy tôi đã cắt cử tôi trở thành một huấn luyện viên xuất sắc, đi dạy ở các nơi. Thứ nhất là tôi đi vào dạy các trường trung học. Cái hồi đó có cái chương trình võ học thuật học đường, thành ra chúng tôi đi vào các trường trung học để dạy. Sau đó dạy chương trình cảnh sát thời kỳ của Tướng Loan, và sau đó thì chúng tôi dạy trong trường Cách mạng Hành chánh. Rồi từ Cách mạng Hành chánh chúng tôi bắt đầu đi ra dạy cho Xây dựng nông thôn, trường Cách mạng ở ngoài Vũng Tàu. Và từ Vũng Tàu tôi được thiên chuyển về để dạy cho gia đình Bạch Kích Cửu. Thì đó là những cái thời kỳ mà tôi sống bằng coi như tất cả cái tâm nguyện của mình và cái đam mê của mình. Bởi vì khi nói tới Vua Việt Nam thì tôi có thể kể cả một tháng trời không có hết chuyện của Vua Việt Nam. Đấy là lý do mà tôi đam mê đến như vậy. Những cái gì về của Việt Nam, Vua Việt Nam, tôi đặc biệt là tôi được sống gần với ông thầy của tôi, tức là võ sư trưởng môn đời thứ ba, cố võ sư Trần Huy Phong. Thành ra thầy trò rất là tương đắc. Thường đêm là ông thầy tôi, nhiều khi hai thầy trò không ngủ thì ông đánh thức tôi dậy, và hai thầy trò đang ngồi nói chuyện, và nhiều khi ông chỉ điểm những cái đòn đánh phải như thế nào, thế kia, tiến thoái như thế nào. Thì đó là những cái may mắn của tôi trong cái cuộc đời võ nghiệp của tôi. Thưa ông nãy nói đến biệt kích dù, thì trong cái thời chiến có một cái giai thoại về biệt kích dù, khi mà ông tướng Lê Văn Hưng mà đánh cái trận đó thì tử thủ bị bao vây lên thời gian, thì có một nhóm biệt kích dù ở lại trong đó, và họ về sau cái số anh em nó chết cũng rất nhiều. Sau này họ nói là biệt kích dù vị quốc vong thân ở cái vùng của cái thành An Lộc đó. Thì lúc đó ông có nằm ở trong nhóm đó không, và ông nhìn thấy cái gì, ông chứng kiến cái gì ạ? Thật sự ra đó, khi tôi được điều động để vào dạy cho liên đoàn 81 biệt kích dù thì nó cũng có một cái giai thoại là cái thời gian trước đó, ông đại tướng Cao Văn Viên ông ký một sắc lệnh tất cả các quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải học võ taekwondo của Đại Hàn. Và song song cái vấn đề đó thì chúng tôi là những người phản kháng về cái sắc lệnh đó, và chính chúng tôi là những người đã đi tới những võ đường của Đại Hàn để chúng tôi thách đấu. Và chính cái chuyện nó xảy ra, cảnh sát làm report, thành ra đưa lên tới đại tướng, vào lúc ông ký một sắc lệnh thứ hai là cho các đơn vị tùy nghi chọn lựa các môn võ để dạy cho đơn vị mình. Và đại tá Phan Văn Huấn, người đã muốn vô Việt Nam vào trong liên đoàn của ông, và chúng tôi là những người võ sư được đặc trách gửi vào biệt kích dù để mà huấn luyện cho các đơn vị, cái đơn vị biệt kích dù đó đi nhảy toán cũng như bắt sống tù binh. Và đấy là lý do mà chúng tôi được điều động vào trong liên đoàn. Thật sự cái cấp số khi mà tôi vào trong liên đoàn thì cấp số tôi không phải là cấp số chiến đấu. Tôi chỉ học cách sử dụng súng ống cũng như là những cái basic, sau đó thì tôi vào để đi dạy thôi. Nhưng mà cái trận chiến An Lộc thì cái thời kỳ năm 1972 đó, thì lúc đó là cả một cái đơn vị chúng tôi phải đi vào trong đó, chứ không phải là chỉ có một nhóm đó. Tất cả đơn vị đều phải vào đó. Thì khi mà vào đó thì tôi được điều động vào một cái đoàn quân thám sát đó. Chứ không phải là tôi không chiến đấu, nhưng mà lúc đó thì trên cương vị trước là quân thù thì mình phải chiến đấu như thường. Thì đó là cái điều mà thật sự là khi vào chiến đấu thì bây giờ kể lại đó thì nó giống như một cái chuyện xin hê. Thật sự là khi mà đánh nhau đó, có thể quân thù nó chỉ cách chúng tôi có mấy thước thôi, nhưng mà bên kia bên này đó chỉ có cái hàng rào đó, thì chúng tôi đánh nhau giống như xin hê vậy. Lú ra thì bắn mà núp, nghĩa là ấy, thì nó chúng tôi không, lúc đó chúng tôi không biết sợ, không còn biết sợ nữa, bởi vì lúc đó là cái cuộc chiến nó cận kề cái đó rồi, thì cái sự tử sinh nó không còn nữa, và chúng tôi chỉ biết làm sao bắn
bắn càng nhanh càng tốt đó. Và rình địch thủ để thủ tiêu. Và chúng tôi có thể là ngày hôm nay chúng tôi chiếm cái mục tiêu này, và ngày mai địch thủ cộng sản là lấy lại, và chúng tôi cứ giằng co nhau như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng tôi, cái đoàn lính biệt kích đã đánh, nghĩa là giữ ở cái thành phố Lộc rất là nhiều. Và chính vì lý do đó mà một cô giáo tên là cô giáo Pha, cô đã đặt một cái câu là An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt kích dù vị quốc vong thân. Thì đó là đặt cho là cái đơn vị của biệt kích dù. Và lúc đó chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tới đó, tới cái nghĩa trang đó mà làm lễ để niệm hương cho tất cả những cái anh linh tử sĩ của biệt kích dù chết của một cái nghĩa trang. Tất cả quý vị có thể tưởng tượng là cái thời gian đó, những người bạn của mình bị chết, rồi những người khác ra kéo người bạn mình vào, rồi chính người bạn cũng chết, rồi người bạn bị chết đào lỗ chôn thì cái trái pháo nó nổ lại tung cả người bạn và cái xác chết nó lên. Thì lúc đó nó giống như một cái chuyện cine mà chẳng ai nghĩ tới cái chuyện chết ngay lúc đó, và sống và chết coi như không có cái gì hết. Thì chúng tôi nghĩ cái câu mà cái người chết, những người anh hùng đó, coi cái chết tựa lông hồng, thì thật chúng tôi thấy lúc đó chúng tôi không nghĩ tới sự chết. Thì đó là cái sự việc chúng tôi chứng kiến ở là như vậy. Thông thì bao nhiêu trong cái nhóm mà biệt kích dù đã vị quốc vong thân tại An Lộc, ông có biết không, quá bao nhiêu? Nếu mà hỏi thì cho tới bây giờ tôi không có nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà cũng khá nhiều. Thì đó là những cái bây còn giờ số thì trăm hay còn số ngàn? Số trăm thôi, chứ không tới số ngàn. Bởi vì tất cả các đơn vị chúng tôi cũng chỉ trên 2.000 thôi, tức là không có nhiều. Nhưng mà cái đơn vị chúng tôi tác chiến thì kẻ thù chết phải gấp 5, gấp 10, chứ không có đổi một mạng, đổi một mạng. Và cuối cùng thì cái trận đó An Lộc cũng được giải tỏa, và coi như là những người biệt kích dù cũng coi như được, nghĩa là bị mất một số đông như ông nói, khoảng lên trăm, số trăm, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng được giải tỏa và chiến thắng cái trận đó, phải không ạ? Vâng, thì cái trận đó chúng tôi đã chiến thắng một cách rất là vẻ vang. Và ngay bây giờ ở An Lộc vẫn có một cái đồi, và người ta đặt cái đồi đó là đồi của ông Huấn. Tức là cái đồi chúng tôi phát xuất từ cái đồi đó để mà vào giải tỏa An Lộc, đúng hơn chúng tôi vào giải tỏa An Lộc. Thưa ông, thì từ 72 cho tới 75 đó thì trận chiến đi rất nhanh và rất khốc liệt. Thì đến năm 1975 đó, những ngày tháng mà khi mà miền Nam sắp mất đó, thì ông đang ở đâu và làm gì, và tại sao ông không bỏ nước ra đi? Thực sự ra đó, trước ngày năm 75 á, chắc là quý vị cũng thấy rằng ở miền Nam á, lúc đó nó rất là xáo trộn, và cái tình hình chính trị nó thay đổi rất là mau. Và chúng tôi được biết chính ông Nguyễn Cao Kỳ đã tuyên bố trên đài rằng là chúng tôi sẽ sống chết với các quân nhân, và nếu ở Sài Gòn không có giữ được thì chúng ta chuyển về miền Tây để tự thủ. Đó là cái điều ông Cao Kỳ tuyên bố, cũng như là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông từ chức thì ông trở về với quân đội và sát cánh bên quân đội. Thì chúng tôi nghĩ rằng quân đội chúng tôi chưa có đến nỗi nào có cái gì để mà chúng tôi phải chạy, phải mất. Và chính lý do đó mà chúng tôi không ra đi. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi phải nói chuyện rằng là cá nhân tôi nó có một cái trường hợp đặc biệt, là ngày 15 tháng 3 năm 1975, cái tình hình của đất nước như vậy thì chính ông thầy tôi đó, ông ấy đem xe jeep lên và ông ấy gặp đại tá Phan Văn Huấn, và ông ấy yêu cầu cho tôi về. Và lúc đại tá Phan Văn Huấn đã ký một cái giấy phép cho tôi đi về vào ngày 15 tháng 3, tôi về trước cái trận ngày 30 tháng 4. Thành ra khi tôi về đó thì bà quê bà cụ tôi ở miền Nam Rạch Giá, thành ra tôi đưa gia đình tôi về miền Tây. Và tôi nghĩ là nếu Sài Gòn có bị thất thủ thì chúng tôi vẫn còn miền Tây, và chúng tôi muốn về đó để chúng tôi chờ được cái lệnh để chúng tôi chiến đấu. Nhưng mà khi về đó thì tới ngày 30 tháng 4 thì tôi nghe lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Thì lúc đó là cái mà chúng tôi rất là đau buồn về cái chuyện đó, và chán nản không còn muốn gì hết. Thì một cái mà ông cụ tôi ngày xưa đã đi lính Pháp, thành ra ông cụ tôi rất sợ cộng sản,
Và lúc đó thì ông cụ tôi bao nhiêu những cái tài liệu gì về của tôi là ông cụ đem xuống ao dìm hết. À, từ những cái lá thư tình của chúng tôi viết cho nhau mà chồng ông cụ dìm hết, thì sau cái ngày 30 tháng 4 thì nó nổi lên bệnh trên trên ao. Thì như vậy. Thường thì ông có thể cho biết là ông nói là ông ở quyết định ở lại chiến đấu, nhưng mà rồi những cái ngày mà mất nước quá nhanh thì ông cũng không ra khỏi đó, thì ông nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 đó, đúng cái ngày đó thì ông đang ở đâu, ông đang miền Tây và ông đang làm gì ạ? Thì tôi vừa đã trình bày là đúng cái ngày 30 tháng 4 thì tôi đang ở nhà với ông bà cụ tôi ở miền Tây là vùng Thạch Giá. Thì đó là cái ngày mà chúng tôi không ra đi được, là bởi vì chúng tôi vẫn nghĩ có một cái thay đổi nào đó và chúng tôi không đi được. Thì sau đó rồi một thời gian khoảng chừng 3 tháng thì lúc đó ông thầy tôi ở Sài Gòn mới gọi tôi lên và nói là thôi bây giờ đã thống nhất rồi thì em lên để trình diện đi học tập. Thì đó là cái lý do mà tôi không đi được như vậy. Thế lúc ông đi trình diện học tập thì chuyện gì xảy ra cho ông? Thật sự đó thì lúc đó thì chúng tôi chỉ vào đó để chúng tôi ghi tên để mà nói là tất cả tôi không phải là một sĩ quan. Thành thử ra họ nói là cứ tới cái trung tâm đó là ghi danh để đi học tập. Thì họ nói là trường hợp giống như là từ hạ sĩ quan trở xuống thì chỉ học có mấy ngày thôi. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đi học mấy ngày, nhưng mà khi mà tôi ghi danh khai báo thì họ cho tôi là một huấn luyện viên võ thuật của biệt cách dù. Thì người cộng sản bảo là cái tội của anh còn lớn hơn với người lính, bởi vì anh đã huấn luyện cho những người lính đi giết đồng bào, tội anh là tội nặng. Thế là họ cho tôi là tội nặng và họ bắt tôi đi học tập. Và đi đâu ạ? Dạ, đưa tôi lên Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh. Và tôi coi như là nhập ông vào những tù nhân chính trị khác rồi chẳng? Dạ vâng, thì đi chung. Thì lúc đó vào đó thì tôi nhập chung với tất cả những anh em sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó một số cũng học tập ở đó và chúng tôi ở đó một thời gian. Thì thời gian tôi ở tù khoảng chừng hơn 2 năm. Đời sống là sao trong tù? Thì thật sự ra mỗi ngày chúng tôi đều phải đi làm công tác, và buổi chiều tối về thì học tập. Thì công tác khai báo. Công tác gì ạ? Công tác tức là đi ra ngoài, đi làm việc, đi ra ngoài rừng, đốn tre, đốn củi, đốn cây để về làm nhà lán, cũng như là làm hàng rào. Tất cả những cái đó thì tối về thì học tập, thì ngày nào họ cũng bắt chúng tôi là khai lý lịch và cứ khai tới khai lui, tức là hầu như là thời gian đó là khai từ 100 tới 200 tờ lý lịch và cứ khai tới khai lui. Và khi mà mình không có khai đúng theo những tờ cũ là họ lui ra, họ hỏi tội tại sao cái chỗ này nó như thế này, thì mình phải có cách mình trả lời. Thì đại loại là như vậy. Thì thực sự lúc vào thì chúng tôi cũng vẫn còn tinh thần rất là còn hăng hái lắm. Chúng tôi cũng chưa biết sợ cộng sản, mặc dù là đi tù rồi, nhưng mà khi mà lên nói đó thì chúng tôi vẫn cãi như thường. Và chính lý do đó mà họ bắt tôi nhốt vào trong con nách một tuần lễ, coi như là trời nắng trời rõ như vậy. Đó là một cái lần họ bắt tôi lần thứ hai, tức là tôi cũng cãi với họ. Và cái anh cả quản giáo đó, anh dùng bắn súng anh đánh tôi vào miệng hầu như muốn gãy răng hết. Đây là một cái sẹo mà nằm trên miệng, đó là cái sẹo của anh quản giáo, anh dùng bắn súng đánh tôi. Và một lần khác thì đói quá thì đi làm về cái củ mì đấy của người ta kéo lên rồi, nhưng mà ta bẻ cái củ nó còn khúc, nó còn gãy ra, thì mình cũng đói, mình lấy cái đó bẻ nó về là mình nướng lên ăn. Thì lúc về tới cổng trại ấy, là nó lục ra và nó bắt lọc ra đóng cọc 4 cái cọc và giăng nắng nhìn mặt trời coi như là 3 ngày 3 đêm như vậy. Thì đó là cái hình thức của cộng sản, là nó làm cho mình phải sợ. Thì đó là cái chúng tôi thấy cái cảnh. Nhưng mà thật sự khi chúng tôi đi học tập thì những người dân họ rất là thương, nhiều khi đi ngang qua họ ném củ khoai hay củ mì hay họ ném cho chúng tôi vào trong hàng ở ngoài, họ ném, họ không dám mất. Nhưng mà nhất là những cái thành phần giống như tụi tôi mà nó là biệt kích là bị canh giữ nhiều lắm. Thưa ông, nói là trường hợp như ông coi là họ coi như là tội nặng, là ác ôn rồi có tội nhiều với nhân dân, tại sao ông lại đi học tập có 2 năm hơn?
Dạ, cái lý do là cái người miền Nam mình á, cái chiến tranh Việt Nam của mình ngày xưa đó, là trong một gia đình nhiều khi anh thì đi Việt Cộng nhưng mà em thì là đi quốc gia. Thì đó là trường hợp gia đình bên vợ tôi. Thì ông chú vợ tôi là mẹ của ông với lại ông nội vợ của tôi là hai anh em ruột. Thì cái bà của đó, đó bà ấy lấy chồng ở Bến Tre và bà có 12 người con, thì 9 người chết cho cách mạng và còn 3 người thì một người làm cục phó cục chính trị cục R, và đó là ông Sáu Cao. Chúng tôi được biết Sáu Cao, tôi không biết tên ông là gì, những cái biệt danh của ông là Sáu Cao. Và khi tôi đang đi tù đó thì ông một lần buổi sáng thì có một xe chiếc lên đó, và ông ấy quản giáo gọi tôi lên trình diện. Và sau khi trình diện thì ông hỏi tôi có phải là Nguyễn Tiến Hóa không, thì tôi nói phải. Thì ông ký giấy vào đó, thì tôi nghĩ rằng ông bảo tôi ký giấy thì có nghĩa là tôi bị đi bắn hoặc đi đó. Thì tôi không có nghĩ là tôi được sống. Thì tôi cũng ký giấy vào đó, thì sau đó ra ngoài thì lên xe jeep đó, thì ông bảo lên xe ngồi, thì ông ngồi đằng trước với tài xế, đằng sau có một người lính nữa, thì tôi ngồi phía sau. Thì ông chạy một mạch từ Trảng Bàng về đường Phan Anh Giản, vào một cái building ở xung quanh là có bao cát kém gai từng lúng, tôi bảo đây chắc là pháp trừng cát, thì họ sẽ đem tôi vào để họ bắn. Thì tôi vào đó thì cũng run lắm, nhưng mà vào đó thì ông ấy bảo với cái thằng bộ đội đó là mày kêu cho nó bộ đồ cho nó đi tắm. Thì tôi bảo chắc là họ cho mình tắm cho sạch sẽ họ bắn. Rồi lên tắm xong thì để một cái mâm cơm có bánh hỏi rồi có thịt heo rồi có sị đế, là cái đồ chắc kiểu là bữa ăn chót của người tử tội đây. Thì tôi cứ ngồi mà tôi cũng ngâm nga, tôi không có muốn ăn, bởi vì mình nghĩ mình sắp chết rồi thì mình đâu có thiết tha gì ăn nữa. Thì ông bảo ăn đi, tôi bảo không, dạ cứ dạ thôi chứ còn không biết gì. Sao ông hỏi tôi mày biết tao là ai không? Phải không, tao là chú vợ. Thì lúc đó tôi mới thấy mừng ở trong bụng. Thì ông nói rằng là từ ngày hôm nay đó mày không phải là thả tù mày đâu, nhưng mày về ngày hôm nay mày đi gặt lại coi cho tao. Không? Tao đi đâu mày đi đó. Đấy là cái lý do mà tôi về 2 năm rưỡi là như vậy. Thưa ông, vì sao mà ông lại bỏ nước ra đi? Và ra đi bằng cách nào? Thì cái điều mà một cái điều mà mọi người đều thấy rằng tôi là một người di cư miền Bắc đã trốn cộng sản. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình mặc dù không trực thuộc vào trong các quân đội trực tiếp đánh với cộng sản, nhưng mà trong cái tinh thần của tôi là chống cộng. Vì lý do đó mà tôi đã mặc đồ biệt kích dù, tôi hãnh diện với cái đơn vị biệt kích dù. Bây giờ tôi lại đội nón tai bèo, mặc bộ đồ bộ đội. Tôi ngồi kế bên một ông sếp, dù ông nó là bà con với tôi, nhưng mà những cái đó trong lòng tôi nó không cho phép tôi. Nếu một người bạn tôi họ nhìn thấy tôi ngồi đó thì họ cho là cái thằng này hồi xưa nó hai mang, nó núp ở trong trong đơn vị để nó làm là tình báo trong quân đội. Thì cái lòng tôi không cho phép tôi làm điều đó, và luôn luôn canh cánh trong lòng tôi phải tìm cách tôi thoát. Và một ngày kia đó, sau khi mà tôi đã sống ở đó, thì tất cả những cái người lính của ông chú tôi cũng đã biết mặt, biết tên, biết tại sao. Còn vợ tôi thì ở trên lầu. À, thì tôi mới xin phép, nói với vợ tôi là xin phép chú để cho con tôi đi về thăm ông nội. Thì ông chú cũng cho phép vợ và con tôi đi. Thì tôi đã chuẩn bị cái tư thế đó, và đêm kia tôi xé coi như là 5 cái tấm ra và tôi cột dây, tôi leo từ trên cái lầu 3 tôi đi xuống. Và tôi đi ra ngoài cổng đó, thì mấy người lính nó biết tôi là cháu của ông rồi, nó không có giữ tôi, không có căn gì hết. Thì tôi ra đó, tôi đã để dành tiền ở ngoài và tôi chuẩn bị đồ để tôi ra, tôi mướn xe Honda ôm và tôi chạy một mạch từ ở trên thành phố Sài Gòn về tới Bạch Giá quê của tôi. Nhưng mà tôi không về nhà bà cụ tôi đi chỗ khác và tôi núp. Và tôi thì khi về tới đó thì tôi núp ở nhà một người quen, cũng có bà con dòng họ ở một cái chỗ khác. Thì lúc đó là hai vợ chồng tôi là trù tính là phải vượt biển, nhưng mà thật sự chúng tôi không có tiền để mà đi vượt biển. Thì hai vợ chồng nghĩ là
bây giờ mình phải tìm cách nào mình trốn. Thì lúc đó chúng tôi nảy ra một cái ý định là thực hiện một cái khinh khí cầu đủ cho 4 người đi. Thì chúng tôi cứ chắc bóc có tiền, chúng tôi sắm sửa đồ đạc để chúng tôi chuẩn bị cái khinh khí cầu đó. Và chúng tôi đã chuẩn bị những cái đó để mà đi. Thì chúng tôi nghĩ là từ cái vùng rạch giá chúng tôi mà với cái gió của tháng 11, tại vì hướng nam thì chúng tôi đi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ ra tới Hải Phận quốc tế, và như thế chúng tôi sẽ thoát được. Mà cái thời kỳ đó vào năm 1978-79 thì lúc đó đó cái người bộ đội đó họ chưa có cái sự hiểu biết nhiều lắm, và khi họ nhìn cái khinh khí cầu tôi nghĩ rằng họ không biết cái đó là cái gì. Đó là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ như vậy. Bởi vì người bộ đội khi họ về đó, họ gọi cái máy bay trực thăng họ gọi là xe bay, chứ họ không gọi là máy bay trực thăng. Thì cái trình độ họ nhìn cái gì vậy? Xin ông tiếp tục. Thì đấy là cái lý do mà chúng tôi chuẩn bị đi như vậy, và chúng tôi muốn đi như vậy. Nhưng mà tình cờ đó thì người em trai của tôi, tức là một võ sư hiện tại bây giờ ở Houston, thì anh ta tổ chức cùng với hai ông chú tôi cái chuyến tàu để ra đi. Và khi họ tổ chức thì họ không tìm ra tài công, và họ biết tôi quen biết nhiều, thành ra họ mới nhờ tôi là đi kiếm tài công. Và khi tôi kiếm được người tài công rồi thì họ xuống qua cái tàu, họ nói là nếu gia đình tôi đi thì họ sẽ đi, và gia đình tôi không đi thì họ cũng không đi. Chính vì lý do đó mà ông chú tôi quyết định là gia đình tôi phải đi trong cái chuyến đó để cho có tài công ra đi. Vâng. Thưa ông, thì cái chuyến đó đã bắt đầu đi như thế nào, và những cái chuyện gì xảy ra cho cái chuyến vượt biên, và cái năm nào như vậy, năm nào ạ? Dạ, vào tháng 11, cuối tháng 11 năm 1981 thì chúng tôi chuẩn bị ra đi, và tôi có cái bổn phận là đưa một số những người bà con dòng họ tôi ở trên vùng Hồ Nai để đi xuống dưới để đi, và tôi dắt họ từ những cái con ghe nhỏ, tức là đi qua con cá lớn, cái cá bé đang cá bớn lớn như vậy. Thì trên cái chuyến ghe của chúng tôi có hai cái ghe nhỏ, chúng tôi đi khoảng chừng trên cái ghe là mỗi cái ghe khoảng 5 người, tức là hai cái 10 người. Tôi gọi là taxi đấy. Taxi, vâng, taxi đó. Thì trên đường chúng tôi đi đó, thì trên sông đó, thì những người họ đánh chài lưới, họ nhìn chúng tôi là, thì họ cứ hỏi chúng tôi là đi vượt biên phải không? Thì mình chối cũng không được, nhưng mà tôi cũng nói lại, ô, đi vượt biên này có đi hay không? Tức là mình nói lại, đáp lại cho họ, thế là mình cũng giỡn với họ, giống như mình giỡn vậy thôi. Nhưng mà khi tôi vào tới cái chỗ mà họ nói là phải vào chỗ đó ém đó, thì tôi vào cái nhà đó thì tôi thấy có một cái nón tai bèo với một cây cắp pin. Thì tôi bảo chết rồi, cái này mình vào đây là chết rồi. Thì lúc đó là tôi đi ra ngoài, tôi nói vợ tôi ngồi trong này và tôi đi ra ngoài. Bờ sông tôi núp, nếu có chuyện gì tôi phóng sông tôi lặn. Thế nhưng mà khi sau đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra, mà đã mua bến rồi. Thành thực ra những cái chuyện đó họ biết cả, tất cả họ đều biết là chúng tôi không có gì trở ngại. Thì khi đi một khúc nữa để đi ra con ca lớn đó, thì trên ca lớn nó đánh cái dấu hiệu ra là chúng tôi không được ghé vào và còn quá sớm. Thế thì chúng tôi phải quay đầu trở lại. Thì quay trở lại trời nó còn sáng, thành ra tôi mới nói với người em tôi là táp vào bờ chờ tối nó ra. Thì người em tôi lúc mà nó tập võ nó bị gãy tay, và cụ tôi cho nó uống mật gấu thì nó bị điếc, thành ra nó không có biết là cái gì, nó lại táp vào bờ, nó lên bờ nó đi thì chó nó sủa, thành ra tôi lại phải táp vào bờ. Tôi kêu xuống dưới ghe mà ngồi đó chờ. Thì người em tôi xuống ghe, thay vì ngồi đó chờ bắt cái thằng nó lái ghe đó, nó chờ đó, nó lại để cho thằng lái ghe đi. Thế là tối thằng em tôi không có đường đi. Thì trong khi vợ của nó mới con nó trên cái ghe lớn rồi. Thì đằng này tôi tốt ở đó, tôi bắt cái người nó ngồi đó với tôi. Và tối thì chúng tôi ra cái ghe lớn. Mà lên đó là thì chờ hoài người em tôi không ra được. Thì bắt buộc phải đi. Thì lúc mà đi ghe, cái ghe của ông chú tôi tổ chức là cái ghe buôn đá. Và lúc đó chúng tôi phải kiêng những cục đá đó quẳng xuống dưới sông để cho cái ghe nó nổi lên để chúng ta ra đi. Đá này là đá lạnh hay là? Không, đá là đá cục để mà xây đường. Uống nước à? Ờ, đá cục. Đá cục, đá lớn đó. Thì đó là lý do. Thì khi mà đi qua cái cửa rạch giá đó,
thì đã mua bãi bến rồi, thành chúng tôi đi ngang qua nó không có cái gì trở ngại hết. Thì chúng tôi đi ra thì một ngày một đêm tất cả mọi chuyện nó đều không có gì trở ngại. À, nhưng mà tới ngày thứ ba thì sóng gió nổ lên và hầu như là cái la bàn hải bàn mất, thành ra lúc đó không còn có phương hướng nữa. Thì lúc đó là cái tàu chạy theo không có theo theo cái theo một cái giác độ suy nghĩ của mình thôi. Và tới tôi nghĩ là gần sáng thì chúng tôi thấy một cái đám đèn thật là sáng. Thì mình chưa bao giờ mình đi biển mà mình cũng chưa bao giờ mình có dịp mình đi ra ngoài như vậy, thành chúng tôi cũng tưởng tượng đó là một cái hải cảng nào đó. Đó, thành ra người tài công chúng tôi là bảo lái thẳng vào đó luôn. Thì chúng tôi lái vào thì chúng tôi mới phát hiện là năm cái tàu nó và phải sóng gió họ đánh neo gần với nhau để cho nó giữ nó khỏi đánh sóng. Thì khi chúng tôi vào tới nơi rồi đó thì năm cái tàu họ phát hiện và họ bao vây chúng tôi và chúng tôi lọt ở bên trong. Và khi lọt bên trong rồi đó thì họ quăng dây ra và họ qua, thì chúng tôi nghĩ mình chưa biết hải tặc là cái gì. Và lúc đó họ qua thì mình cũng không có cái phản ứng gì hết. Mình xem họ như thế nào thì họ qua thì họ cột dây xong là họ đưa tất cả kêu là dí súng, họ nổ súng lên bắt tất cả đàn ông thanh niên chúng tôi là lên cái tàu của họ hết. Chúng tôi lên cái tàu đó. Và lên cái tàu đó thì họ trói hết, trói thành một sâu luôn. Thì sau khi họ trói rồi đó thì họ về cái tàu của chúng tôi, họ lục vàng bạc, tất cả những gì có được tiền bạc họ lục xong xuôi thì họ bắt đầu đem những người đàn bà con gái lên trên để họ hãm hiếp. Và cái đèn, xin lỗi chị, nó còn sáng, rất là sáng. Và những người đàn bà thì lúc đó bị đè ra và hai người giữ, rồi nó lột hết quần áo ra và nó lấy vòi nước ở dưới, nó rửa sạch bởi vì đi mấy ngày họ bị say sóng ói mửa, nó rửa, xin lỗi, nó nhúng như một con heo rồi đó. Thì sau khi mà nó rửa sạch xong thì hai đứa nó giữ và một đứa nó hiếp. Thì chúng tôi ngồi đó chứng kiến cái cảnh những người thân của mình bị hãm hiếp và mình bị trói một sâu với nhau rồi không làm được cái gì hết. Thì lúc đó tôi giận lên mà tôi muốn cắn lưỡi tôi chết. Nhưng ông anh tôi nói là ráng chịu khó, chịu đựng. Và tôi chỉ chờ khi nó thả ra để mình chiến đấu. Nhưng mà nó cột hết rồi, thành ra sau 2 tiếng hồ hãm hiếp hết người này tới người kia. Rồi á, tất cả 5 cái tàu của mỗi cái tàu á, nó vào khoảng 15 tới 18 người. Mà 5 cái tàu nó hãm hiếp thì tất cả những cái đó nó xảy ra. Thì sau khi hãm hiếp rồi đó thì họ bắt chúng tôi trở về. Thì một số những người con gái mà nó muốn giữ lại thì nó bắt đi, còn chúng tôi thì nó cho trở về. Và khi trở về thì chúng tôi nghĩ rằng khi trước đó là nó tháo máy, chúng tôi lấy máy luôn. Thành ra cái tàu chúng tôi không còn gì, nó thả trở về. Thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ tha chúng tôi, nó thả trở về. Nhưng mà mình không ngờ sau khi nó thả chúng tôi về ra thì nó nổ máy lên và nó ra xe, ra tàu nó ra và nó tống ga khúc vào cái tàu chúng tôi để cho nó chìm. Và lúc đó thì với cái phản ứng của tôi nói bây giờ đằng nào mình cũng chết rồi thì bằng mọi giá mình phải chiến đấu. Và chúng tôi lượm tất cả những cái mảnh ván mà tàu nó bị bể đó làm vũ khí để chuẩn bị chiến đấu nếu mà trở vào lần nữa. Mà khi thấy họ, tụi hải tặc thấy chúng tôi quyết tâm như vậy thì 5 cái tàu nó bỏ nó đi. Và tàu chúng tôi đã bể nước vào, không máy, không lương thực, không nước, không gì hết. Thì nguyên một đêm hôm đó, tới ngày hôm sau chúng tôi là các trẻ em là khóc, khát nước mọi người. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn chịu đựng. Thì lúc thời gian đó là với cái kinh nghiệm là một hướng đạo sinh, thì tôi làm hết những cái SOS, rồi semaphore. Chúng thấy những cái tàu lớn đi ngoài xa chúng tôi khoảng chừng 1 cây số thôi, nhưng mà không tàu nào cứu chúng tôi hết. Và chúng tôi cứ tiếp tục chịu đựng như vậy suốt ngày tới đêm sau, rồi tới ngày hôm sau nữa thì buổi chiều thì chúng tôi lại thấy một cái tàu khác nó xé sóng, nó bạn chạy tới. Thì chúng tôi cũng hy vọng là cái tàu nó đến thì nó có thể cứu mình. Nhưng mà khi cái tàu đến là chúng tôi phát hiện rằng là cái tàu đó trong một trong 5 cái tàu hôm trước nó cướp mình.
Thì chúng tôi nghĩ rằng là lần này nó tới là điều đầu tiên là giết hết đàn ông, rồi hãm hiếp đàn bà, rồi nó làm cho tàu chìm. Vì lý do cho tôi quyết định phải đánh. Và khi tôi nói là bây giờ đằng nào mình cũng chết, thì giết được đứa nào hay đứa đó. Và chính người vợ tôi lúc đó cũng đã hét lên: đàn bà không đánh được thì chúng ta cắn. Tôi còn nhớ rất cái câu đó, mỗi lần tôi nói cái câu đó thì tôi cảm thấy rằng rất là xúc động về cái sự uất ức của vợ tôi. Và sau đó thì khi tàu của Thái Lan nó vừa tháp vào, nó tính quăng dây nó từ tôi, thì là tôi phóng lên, tôi nhảy lên, là tôi bắt đầu đánh từ đầu mũi tôi đánh vào. Thì tôi đánh nhạt hết ra và tôi vào tới cái phòng tài công, thì và tài công nó cầm cái súng chĩa vào ngực tôi. Thì tôi thấy tóc tôi nó dựng lên và tôi nghĩ là tôi chết cái lúc đó. Nhưng mà tôi nghe tiếng cách một cái là tôi biết viên đạn không nổ, mà tôi gạt khẩu súng đó mà tôi đánh liền người đó gục xuống, và tôi lấy khẩu súng lại, tôi lên đạn, tôi bắn lại cái người đó chết. Và sau đó tôi coi như là tôi tiêu diệt hết coi như mười mấy tên ở trên cái tàu đó, và tôi chiếm được cái tàu đó. Thì cái tàu bè của tôi nó còn ở xa, và lúc đó tôi lái cái tàu đó ra cái tàu bè đó để mà đưa những người của mình trên cái tàu nó qua. Thì khi quăng neo cột qua thì cái sóng nó đánh cái dằn, và cái dây neo của mình ấy, ở miền Nam mình nó không được chắc lắm, tôi nghĩ như vậy. Thành ra sau một đấy thì tôi cứ nhảy qua nhảy lại để đưa những người của mình qua. Thì cái người cuối cùng tôi còn hỏi ông chú tôi là còn ai nữa không, thì ông ấy bảo còn thằng Quang. À, thì lúc đó cái thằng Quang lúc đó là bởi vì cái lần bị cướp kia, hai cái tàu nó nhập lại, nó bị gãy cái xương chân của nó và nó không bò lên được. Và tôi phóng trở về rồi tôi đưa thằng nhóc nó qua. Thì trong khi tôi đang phóng trở về đó thì cái dây neo nó đứt và tôi rớt xuống biển. Thì lúc đó là buổi chiều, thì cái tàu đó nó trôi đi, nó chạy đi. Và không biết họ có biết tôi rớt xuống biển hay không, bây giờ mình họ chết hết rồi mình đâu có biết, ai để mà hỏi. Nhưng mà lúc đó tôi rớt xuống biển thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Và cái tàu kia thì tàu bè thì nó vẫn trôi đi, tôi không biết nó trôi đi đâu. Ban đêm thì lúc đó mình cứ lội dưới biển, cứ làm cho nó nổi vậy. Và cứ bồng bềnh như vậy. Đã nhiều lần tôi mệt quá rồi, thì tôi ăn năm tội và tôi chuẩn bị tôi chết. Thì khi mình chìm xuống thì nước nó vào trong miệng, trong mồm mình đó, thì cái phản ứng tự nhiên của mình là mình lại nổi lên, vẫy là vùng vẫy nổi lên. Và tuần ngày hôm sau cho tới buổi chiều tối thì tôi thấy có một cái bóng đen nó lù lù nó đến. Thì tôi nghĩ là chắc là có một con cá lớn là nó tới, thì tôi nghĩ là chắc tôi phải chết. Thì khi mà tôi cứ nằm tôi chờ, thì tôi thấy tới gần cũng bằng đây tới cái bức tường kia, tôi thấy ra cái tàu bể của mình. Và tôi mừng quá. Và thay vì lúc mà tôi để nó bồng bềnh tôi float thì mình nằm ngửa, nhưng mà tới lúc đó tôi đột ngược trở lại để tôi tính bơi vào cái tàu bể đó. Thì khi tôi lật ngược trở lại thì tôi bơi, thì tôi nhìn xuống bên dưới cá mập ê hề luôn, đầy không biết bao nhiêu con nó lội dưới. Thì xin lỗi là lúc đó có lẽ là tôi xỉu, tôi tiểu ra quần luôn. Và không biết là tôi xỉu bao lâu. Và khi tôi tỉnh dậy đó, thì cái tàu nó gần kế bên mình và tôi nhìn không còn có cá mập. Thì tôi lại nghĩ là tôi chết rồi. Và tôi ở một cái phương trời nào đó thì tôi thử cho tôi nhéo cái đùi, thì mình thấy mình vẫn còn đau. Thế là tôi biết còn sống và tôi bắt đầu tôi lội lên cái tàu đó. Mà tôi sống trên cái tàu đó với người em tôi là 21 ngày, không có lương thực. Và chúng tôi hứng nước mưa để chúng tôi uống. Nhưng mà trong 21 ngày đó, chúng tôi gặp khoảng chừng 18 lần cướp nó đến. Và nó hành hạ, nó đâm, nó chém, nó làm lủng ngực tôi rồi. Nó đánh tôi còn hơn con chó nữa. Đó. Rồi có những lần đó, nó hai đứa nó khiêng tôi, nó giục xuống cái biển. Sót gần 3 cây nó bắn theo. Nó nghĩ tôi chết mà tôi vẫn không chết. Thì đó là những cái thảm cảnh của tôi. Nhưng mà tới những cái nó trải qua thì lên trên tàu đó, thì lúc đó tôi nghĩ, đầu tôi nghĩ ngay tới một câu chuyện Robinson. Và tôi nghĩ là bây giờ tôi có thể phải ghé vào một cái hoang đảo nào đó, mà lúc đó tôi phải đi tìm tất cả những quần áo của họ bỏ lại đó, tôi nhặt lại, tôi phơi khô để một góc. Và lúc đó thì tôi có kiếm được một cái sợi chỉ, mấy cái kim của mấy bà, mấy cái kiếm của mấy bà xoay mặt. Thì
tôi sử dụng muốn sử dụng cái kiến đó để mà sau này nếu tôi có vào hoang đảo thì tôi sẽ đánh vọt cho máy bay họ biết. Đó là cái lý do mà sau này tôi sử dụng cái kiến đó, cũng như là khi tôi có cái kiên với chị đó, thì chính sau này đó cái tàu tôi trôi một buổi sáng, cái tôi mở mắt ra thì tôi thấy có 5 cái tàu đậu gần cái tàu của mình mà gió nó cứ thổi cái tàu mình vào với cái 5 cái tàu kia, mình không có cách nào để đi ra khỏi cái 5 cái tàu đó, càng ngày nó càng dần dần hơn. Thì trên 5 cái tàu có một bỏ xuống một cái ghe và 5 người họ đi xuống cái ghe đó, họ mang súng vang mã tấu xuống. Thì tôi bảo điều này họ qua đây cái kiểu này là nó bắn mình là chết. Thì cái ghe tôi đó, tôi nằm ở chỗ này thì cái mặt nước nó sát mình, nó thò tay ra ngoài. Tôi chưa nói cái đoạn mà cái tay tôi thò tay ra ngoài, rồi cá nó cắn tay tôi giật lên, vớ được cá này mà ăn cá sống. Thì đó, thì khi mà cái tàu kia nó cái ghe nó qua đó, thì chúng tôi chỉ có một cái tấm ni lông để đắp thôi. Và khi nó qua thì nó bám vào cái chỗ bè đó, thì phản ứng tự nhiên của mình là mình co đầu mình dòm nó. Thì lúc đó tự dưng là 5 đứa nó hét lên và nó xô ra nó chạy. Rồi tôi không biết nó nói cái gì, nhưng mà sau là mình đoán là nó coi tôi giống như một cái ma hiện hình lên. Bởi vì lúc đó người tôi là râu ria tóc tai rồi đen đủ rồi, không còn cái gì hết, máu me trên mặt, thành ra nó nghĩ tôi là ma và nó sợ nó lên, rồi nó kéo ghe nó lên, rồi nổ máy nó chạy mất tiêu. Thì lúc đó tôi mới phát hiện là trên cái ghe đó cái chữ nó không còn ngoằn ngoèo giống như alphabet của mình, ngoằn ngoèo giống Thái Lan nữa, mà nó alphabet giống của mình. Thì lúc đó đầu óc tôi nghĩ ngay rằng tôi đã tới Mã Lai, bởi vì Mã Lai họ có cái pháp alphabet, cái chữ của họ giống như là chữ của mình. Thì tàu tôi trôi, lúc đó những cái tàu của họ đi mất rồi, thì tàu tôi cứ trôi như vậy. Thì trôi tới 12 giờ trưa thì tôi thấy có những cái ghe nhỏ họ ngồi họ câu. Họ câu thì tôi nghĩ là họ câu tôm đúng hơn. Thì tôi thấy họ cắm cái neo bằng cây tre, chứ họ không có dây neo. Thì đầu tôi nghĩ ngay là nếu bây giờ tôi muốn sống còn để không trở lại Thái Lan thì tôi phải làm neo, tôi ràng tới ở chỗ này. Vậy tôi nghĩ là cái cây tre nó có dài lắm đó, thì nó khoảng 10 mấy thước, thì mình phải làm cái neo ở đây thì mình cột. Và muốn làm cái dây neo thì bây giờ neo không còn, dây cũng không có, thì cái những cái dây của mình đó nó bị chặt đứt từng khúc một. Nhưng mà trong cái dây thừng của mình nó có 3 dây, thì tôi tháo ra và cứ cột lại thì nó cũng khoảng được 9 thước. Và muốn làm cái neo đó, thì tôi phải lấy cái lát, cái ống lát của cái tàu nó bỏ lại đó, thì mình bẻ cái ống láp đó thành hình chữ Z, rồi cột vào đó, hy vọng xuống nó móc vào đá vào cát thì nó giữ mình lại. Nhưng mà từ lúc tôi khởi hành làm cái neo và làm như vậy để tôi thả xuống, thì cái chỗ mà tôi thả xuống bây giờ nó không còn cạn như chỗ kia nữa, và tàu tôi nó cứ trôi phăng đi thôi. Và tới ngày hôm sau đó, thì gió nó lại thổi ngược lại. Thì á, bởi vì trở lại vấn đề lúc đầu tiên vợ chồng tôi tính đi bằng kinh khí cầu, thì lúc đầu tôi nghĩ ngay mình phải làm buồm. Và muốn làm buồm thì buồm ở đâu? Bằng cách bây giờ tôi phải xé quần áo ra và tôi may lại thành nó khoảng chừng 3-4 thước vuông. Thì khi 3-4 thước vuông rồi đó, thì kiếm được cái buồm, làm cái buồm rồi, thì bây giờ không có cột buồm, thì lại phải một mình cứ tay với chân đạp đá vào cái mạn thuyền đó để lấy ra được một cái khúc dài khoảng 4-5 thước để làm cái cột buồm. Khi làm được cột buồm và buồm rồi đó, thì không có bánh lái, lại phải phá ra, thời gian phá ra, và nó cứ kéo dài liên tục như vậy mấy ngày trời, tôi mới thực hiện xong một cái buồm và bánh lái. Và khi làm được buồm và bánh lái đó, thì chúng tôi bắt đầu lái. Và lúc đó là chúng tôi là một tín đồ Công giáo, thành ra một cái câu chuyện rất là mình nói là nó funny, tức là tức cười, là khi mà chúng tôi còn lại trên tàu là luôn luôn chúng tôi cầu nguyện và lần chuỗi. Và mỗi một lần tôi ngắm tới mùa thương thì cướp nó tới. Thành thế ra sau này tôi sợ quá, tôi tin dị đoan là bây giờ tôi không ngắm nữa, thì tôi chỉ kính mừng thánh ma tôi đọc thôi. Tôi đọc điên hồn mở mắt là trong miệng của tôi chỉ có tính kính mừng thánh ma tôi đọc, và đọc như vậy. Và thành chính là lý do đó, và lúc đó thì cái thằng em tôi đó nó đau quá, và
nó đau thì nó không khóc được nữa, hết khóc khóc với ai bây giờ, thành ra nó cứ chắc chắc cái lưỡi. Thì tôi sốt ruột, tôi bảo mày có im không, nó phóng mới xuống biển bây giờ, nhưng mà nó đau quá nó cứ ấy như vậy. Và nhiều khi đang đêm tôi phải thò tay tôi vả vào miệng cho nó im. Và khi đọc kinh đó, thì tôi bảo nó là hai anh em cùng đọc kinh, thì tôi đọc kính mừng, nó đọc thanh ma, nhưng mà rốt cuộc nó đâu có đọc, nó chỉ có một mình tôi đọc. Thì lúc đó tôi lái buồn, thì tôi nhớ tôi chỉ có một cái quần xà lỏng và quấn một cái khăn rằn miền Nam. Thì tôi tưởng tượng là ngày xưa Thánh Phêrô ở trên biển và bị sóng gió cầu nguyện với Chúa, thì tôi cũng nói là tôi quan thầy của tôi là Thánh Phêrô, thì xin Thánh Phêrô cầu bầu cho tôi để tôi đi thoát. Và tôi lái một ngày trời thì tôi thấy xa xa bắt đầu thấy có những cái điểm núi. Và tôi nói với thằng em tôi là mình sắp sửa vào bờ rồi. Thì khi mà lái ban ngày nó có gió, nhưng ban đêm nó lại hết gió. Và mình thả buồm xuống thì bắt đầu nó lại quay và nó thổi trở lại. Thì ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Và khi chúng tôi thực hiện cái buồm với bánh lái thì chúng tôi phải lái một tuần lễ mới vào tới bờ. Mà khi vào tới bờ xa xa chúng tôi thấy sóng đánh, thì chúng tôi bẻ lái để nó vào tới bờ. Và mình nghĩ rằng ở trên bờ sẽ có những người, họ cái tàu kia họ đã tới, họ chờ mình. Và khi gần tới nơi thì chúng tôi thấy rất nhiều những cái người nó lố chố trên biển đó, thì mình nghĩ là dân của mình đang chờ. Đó là cái niềm hy vọng của mình. Nhưng mà khi vào tới nơi rồi thì không phải người mình, mà toàn có quấn sờ rông, tóc dài. Thì lúc đó sóng đánh vào mình không có ra được, và cứ thế là trôi nổi vào bên trong thôi. Thì vào tới nơi đó thì là tôi lấy cái cây mà bánh lái đó, thì tôi nhảy xuống. Thì người mình nhảy xuống là nó xay đất, nó lào chảo, thì bên kia nó chạy tới mà tôi chạy tới. Họ hai bên chạy đến nơi thì tôi thấy có ông già, tôi khóa cổ ấy. Tôi nghĩ trong đầu là nếu mà nó đánh tôi đem nhà tôi đỡ. Nhưng thật sự nó đâu có muốn đánh mình đâu, nó chủ trương là xuống nó cướp cái tàu. Tất cả nó chạy xuống cái tàu, nó lục soát cái tàu, nó không thấy ai hết. Thì nó chỉ thấy mấy quần áo tôi, mấy đứa con tôi còn sót lại để dành đó. Thì bây giờ đó nó không thấy ai, thì thay vì đó, cái thằng em cơ dân của tôi nó để trên miếng ván và nó để khiêng cả miếng ván đó, thì thằng cơ dân tôi nó không chết, nó cõng đó. Và lúc đó máu nó tuôn ra và lên bờ đó. Đó, chỉ có 10 phút sau thì thằng cơ dân tôi chết. Thì lúc đó dân Má Lai nó chạy tới, nó bu tới, nó coi tôi giống như một cái quái vật đứng chỉ trỏ ở kia. Thì tôi thấy có những đám trẻ nó đeo kiếm, thì tôi nghĩ trong đầu chắc tụi này nó có học, chắc nó biết tiếng Anh, mình nó có biết nó là thuộc địa Anh. Thì nó, tôi hỏi nó bằng tiếng Anh, mày có biết nói tiếng Anh không, thì nó nói được tiếng Anh. Thì tôi bảo mày có thể kiếm cảnh sát cho ta được không, nó vẫn kiếm được. Thế là nó lái tắc ráng và nó đi vào bên trong. 2 tiếng đồng hồ sau thì có một cái bo của cảnh sát ra. Cảnh sát ra thì nó cũng đâu lý cho tới anh em tôi đâu. Nó xuống cái tàu, nó check up, nó ghi chép tùm lum lắm. Rồi sau đó nó mới đưa anh em tôi xuống cái bo lái về. Thì lái về thì dân họ ra họ coi. Lúc đó tôi nghĩ là buổi chiều cuối tuần thì nó không còn ai làm việc nữa. Thì nó phải chờ cái ông sếp cảnh sát tới làm việc, gọi ông tới thì nó mới đưa anh em tôi vào nhà thương. Thì xin lỗi quý vị, lúc đó là nó tôi đói quá vì dân nó đứng ở đó, thì tôi xin ăn. Đó, thì nhà xin ăn thì nó đem cho tôi một cái tờ báo, để vào trong cái tờ báo còn chừng một chén cơm với mấy con cá, và một người khác đem cho tôi một cái lon sữa bò pha sẵn. Thì tôi ăn cơm xong, uống sữa xong thì cảnh sát nó tới và đưa tôi vào nhà thương. Thì nó check up cho tôi, rồi nó chích thuốc nào kia, rồi sau đó nó đưa về một cái trại biệt kích để nó điều tra tôi nữa. Thì không biết là mình còn dài không, có dịp ngoài kia không? Bây giờ cho chị Giang gọi này, hỏi này xong là thưa ông, thì biết rằng mỗi lần nói đến những cái chuyện đau buồn này đó thì cũng gọi là trong những cái hình ảnh cũng như là những cái có những cái memory mà nó rất là khổ đau, nhưng mà bởi vì mình cũng muốn có những cái chi tiết đầy đủ một chút. Thì khi mà ông kể đến cái đoạn là họ lôi cái cặp phụ nữ ra mà họ hiếp trước mặt của những người chồng, người
anh người cha của họ đó, thì trong trường hợp đó thì bà nhà cũng bị như vậy hay sao ạ? Vâng, là như thế nào? Thì đúng vậy, bà xã của tôi cũng bị trong cái tình trạng đó. Và khi bà xã tôi bị thì bà xã tôi kêu Chúa, kêu trời, rồi kêu anh cứu em, nhưng mà tôi không làm cách nào khác hơn được. Thì đấy là cái đau khổ của tôi là ở chỗ đó, là bởi vì bao nhiêu năm tôi đi dạy võ, tôi đi đấu võ và tôi có khả năng là chiến đấu, mà bây giờ tôi phải thúc thủ để cho vợ tôi bị hãm hiếp, thì đó là một cái điều rất là đau buồn. Rồi một cái điều đau buồn thứ hai nữa là con gái tôi lúc đó nó cũng chạy theo lên trên đó, và khi mẹ nó bị như vậy đó thì nó nhào tới, nó ôm mẹ nó, và những thằng hải tặc nó cầm kéo con gái tôi quẳng xuống biển ngay lúc đó. Thì tôi biết là tất cả những cái cảnh tượng nó xảy ra cho gia đình tôi là như vậy. Và chính vì lý do đó khi tôi qua đây, tôi đã ở trong nhà thương điên gần 8 năm trời. Thế còn người con trai của ông thì ở trong trường hợp như thế nào? Con trai của tôi thì tôi nghĩ là nó chìm tàu, nó chết, tôi không biết. Bởi vì sau khi mà chúng tôi lấy được cái tàu mà ấy, thì cái tàu đó gọi cho những cái tàu khác hôm trước mà họ tới, và họ bắt đầu tấn công cái tàu mà chúng tôi cướp được, và họ làm cái tàu nó chìm, thì tất cả những người trên tàu tôi hầu như bị chết trên cái tàu đó. Thế như vậy là tổng số bao nhiêu người đi, và cuối cùng là ai là những người còn sống sót? Thực sự ra thì cái tổng số mà chúng tôi đếm được đó, ở trên tàu là 75 người. Và cái người đàn ông duy nhất của tôi là tôi sống sót trong trên chuyến tàu đó. Tức là cái người em mà bị gãy chân tên là Quang đó. Vâng. Dạ, nạ và cũng phải trôi nổi với ông 20 mấy ngày, cuối cùng cũng khi chết, mà, vâng. cũng chết. Khi vào bờ khoảng 10 phút sau. Vâng. Dạ vâng. À, thưa ông thì có một người mà sống sót trước cuộc hành trình, ông có thể nói là ai, người em trai của ông mà bị tai nạn đó, thì anh ấy coi như là vợ con của anh là coi như là đã đi vào trước, và vợ con của anh đó, thưa anh đó tên là gì, và anh ấy có vợ và bao nhiêu con chết trên cái tàu đó, thưa ông? À, người em của tôi có một người con gái, và người vợ của em tôi tên là Lan, cũng chết trong cái chuyến tàu. Thưa ông thì cái người em bây giờ có sang được bên Mỹ được không ạ? Hay là ông đang sống ở đâu và đời sống như thế nào? Thưa, tôi đã bảo lãnh cho người em tôi qua bên Mỹ này, và họ đang sống ở trên Houston. Họ cũng có đường ở trên Houston. Không biết phải đi, không có ông bà nó chờ. Dạ vâng.